Thưa quý vị và các bạn, bản tin trên Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi tin chiến thắng, nhưng những người đang làm trên công trường không được nghe. Ông Nguyễn Quang Tụ đã chép lại bản tin và cho xe cấp tốc lên đài truyền thanh mỏ để phát trực tiếp. Tiếng loa được phát ra, tin chiến thắng vang khắp núi rừng. Mọi người ôm nhau nhảy múa theo nhạc điệu bài hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng. Ông Tô Tử Song, người Sài Gòn, sau 20 năm xa cách quê hương, cha mẹ, vợ con xúc động hồ mục tiêu sản xuất một triệu tấn than mỗi năm để chào mừng sự kiện đất nước thống nhất mục tiêu ông nêu ra trong giây phút thiêng liêng được cả rừng người ủng hộ sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử bể than đông bắc của tác giả đặng huỳnh thái qua giọng đọc thúy trà Đới Ngọc Mạnh còn chế tác bức tượng Bắc Hồ bằng than lớn thứ hai, nặng hơn 100 kg, cao 1,3 m, tặng đồng chí Nguyễn Thị Định và phái đoàn quân sự miền Nam nhân dịp đoàn ra thăm vùng mỏ, hiện đang trưng bày tại bảo tàng Đông Hà Quảng Trị. Hơn 30 năm trong nghề, Mạnh đã tạc trên 600 bức tượng Bắc Hồ với cỡ nhỏ trưng bày tại quê bác và các phòng truyền thống ở các địa phương trong cả nước hàng ngày trước giờ làm việc mạnh và những người giúp việc tắm rửa sạch sẽ thắp hương xin phép bác rồi mới bắt tay vào công việc sau bốn mươi ngày miệt mài bên khối than bức tượng hoàn thành đẹp lung linh giá trị nghệ thuật đặc sắc được tin thủ tướng phạm văn đồng đích thân về đèo nai đón nhận cùng tác giả chuyển lên hà nội trao cho bảo tàng cách mạng việt nam công nhân cán bộ vui mừng phấn khởi tay cầm cờ hoa theo xe chở tượng bác đi qua các tầng than bác như đang đứng trên xe mui trần vẫy chào vang vọng lời căn dặn bác rất mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa đẩy mạnh ngành than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh quảng ninh trở thành một tỉnh sâu đẹp tại bảo tàng cách mạng đồng chí vũ kỳ thư ký của bác làm giám đốc đã sững sờ hỏi đới ngọc mạnh tôi là người đã theo bác nhiều năm nhưng không thể nào tưởng tượng nổi cháu lại khắc tượng bác đạt đến thế cháu đã gặp bác hồ bao giờ chưa dáng người cao gầy đôi mắt sáng và giọng nói trầm ấm mạnh bạo dạn thưa dạ chưa ạ à? lắc hai vai đới ngọc mạnh đồng chí vũ kỳ nói bác ở trong tâm đấy cháu ạ à? ngay sau đó bộ văn hóa tặng bằng khen vì đã có công trong việc tạc tượng về chủ tịch hồ chí minh có giá trị nghệ thuật đặc sắc những hòn than vô tri đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật có sức sống bền lâu bởi trong đó đã ẩn chứa cái tài và cái tâm của người nghệ sĩ thợ mỏ tuy chưa bao giờ được gặp bác nhưng cũng giống như tất cả những người dân nước việt bác hồ luôn hiện hữu gần gũi đầy yêu thương khi tạc tượng bắc Hồ, Mạnh đã không chỉ tạc bằng đôi tay khéo léo của một người nghệ sĩ, mà còn tạc bằng tâm, bằng tình yêu sâu thẳm của một người con đối với người cha. Nên bức tượng Bác Hồ bằng than đã có giá trị nghệ thuật cao. Mãi sau này, Hội đồng Kỷ luật gia Việt Nam, Việt Kinh, xác lập, thợ mỏ, nghệ nhân đới ngọc mạnh là một trong 15 kỷ lục gia của cả nước. 12 giờ 6 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Nguyễn Quang Tụ, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy, đẩy mạnh cửa đài truyền thanh mỏ bước vào, nói rất nhanh. Chiến thắng, chiến thắng rồi. Ông cầm bản tin chép vội, đưa cho hai phát thanh viên Cao Thị Hỷ và Nguyễn Thị Hồi đang trực rồi dục Đọc ngay đi, Sài Gòn giải phóng rồi. 11 giờ 30 phút, Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Hà Nội đã phát đi tin Sài Gòn giải phóng. Nhưng trên công trường, toàn thể công nhân không nghe được bản tin này. Ông Nguyễn Quang Tụ đã nhanh chóng chép lại và cho xe cấp tốc lên đài truyền thanh mỏ. Cả hai phát thanh viên vô cùng hồi hộp là người đọc bản tin chiến thắng được phát trực tiếp trên hệ thống loa của mỏ. Tuy chỉ phát lại thôi, nhưng tim đập mạnh, tay run run hai người nắm chặt tay nhau giữ bình tĩnh với giọng cao khỏe chuyên phát các bản tin báo động đồng bào chú ý có một tốp máy bay từ ngoài biển vào hãy nhanh chóng xuống hầm các lực lượng tự vệ mỏ về vị trí chiến đấu phát thanh viên nguyễn thị hồi bây giờ lại run không đọc được xúc động nghẹn ngào cao thị hỉ nín thở lấy bình tĩnh đọc mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng ta mới nhận được, đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh độc lập, bộ tổng tham mưu ngụy, Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng phấp phới, tung bay trên nóc dinh độc lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Loa phóng thanh to đùng, vành như cái nia đặt trên đồi cao 128 mét, phát ra những âm thanh vang khắp núi rừng. Đồng loạt, ô tô máy xúc trên các tầng than kéo còi inh ỏi ngừng việc mọi người ôm nhau nhảy múa theo nhạc điệu như có bác hồ trong ngày vui đại thắng phát ra từ cái máy đĩa hát chạy bằng kim kêu xè xè sau bản tin đặc biệt ấy là những tin tức về cuộc tháo chạy của người mỹ và quân lính việt nam cộng hòa tình trạng hỗn loạn tắc nghẽn ở sài gòn làm kẹt việc di tản sáu nghìn người mỹ là một tình huống đã làm cho đại sứ Graham Martin hoảng sợ. Chúng tôi có thể đã thua, nhưng không phải chỉ riêng chúng tôi thua, người Mỹ các ông cũng thua. Những phát ngôn của các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa thua trận đã làm cho cả thế giới cười vang, nhân dân Việt Nam càng thêm hãnh diện. Các tài xế máy xúc ngô dần, Trần Văn Sinh, Tô Văn Tố bá vai nhau chạy bộ hơn 900 bậc từ trên đỉnh núi xuống hội trường mỏ. Hệ thống băng truyền rừng đột ngột, than xô tung tóe quản đốc vân gào lên bắt dọn dẹp. Kệ, không gì vui bằng chiến thắng, không có cờ, các cô hợp vang thanh tín, tháo tung tấm khăn mùi xoa đang đội trên đầu, vừa chạy vừa tung hô con rồng vàng trên bờ biển bái tử long, vừa chạy vừa tung hô con rồng vàng trên bờ biển bái tử long lung linh đủ sắc màu vui mừng chiến thắng trong hội trường ngoài sân chật kín người không có lễ đài loa máy đứng bên hòn than to biểu tượng của thợ mỏ chỉ huy chiến dịch thi đua ông tô tử xong giọng sài gòn nhè nhẹ cảm động nói sài gòn đã giải phóng thành phố tôi đã giải phóng đất nước đã sạch bóng quân xâm lược nam bắc thống nhất một nhà không còn bom rơi đạn nổ. Nghẹn ngào, ông lau nước mắt. Cả rừng người im lặng, chỉ còn nghe tiếng nức. Giây lát sau, ông song chậm rãi nói. Đã hai mươi năm, cha mẹ vợ con ly biệt. Đất nước chia cắt, súng đạn tàn khốc đau thương, người còn người mất. Trong giây phút linh thiêng vui mừng này, tôi và chúng ta, những người thợ mỏ trên đất Bắc, hãy nắm chặt tay nhau, nối vòng tay lớn ngăn chặn chiến tranh, vững bước đi lên, xây dựng đất nước. Mạnh mẽ hơn, ông Song nắm bàn tay dơ cao nói, mục tiêu sản xuất của mỏ than đèo đai phải phấn đấu đạt một triệu tấn than mỗi năm theo công suất thiết kế. Chúng ta có quyết tâm không? Cả rừng người hô vang, quyết tâm, quyết tâm. Ông tô tự xong lên chiếc xe chỉ huy, nối theo là hàng chục xe chở công nhân lên công trường chiến dịch thi đua một triệu tấn than chào mừng đất nước thống nhất bắt đầu ông tô tử xong từ mỏ than núi hồng chuyển về cách đây mấy năm núi hồng đã đón tiếp hàng chục gia đình công nhân đèo nai sang xây dựng mỏ ông chia cho mỗi gia đình một vùng đất rộng mang giống cam bố hạ về trồng vườn cam nở hoa chịu quả cam ngọt thắm đượm tình người ăn quả nhớ kẻ trồng cây bây giờ ông về đèo nai ở đâu cũng vậy những người thợ mỏ thật kiên cường bất khuất vùng mỏ là quê hương thứ hai ông vui mừng nói kỳ tích và huyền thoại này tôi sẽ kể cho đồng bào tôi nghe cả nước hồ hởi tên thống nhất được đặt khắp nơi như mỏ than thống nhất công viên thống nhất hãng xe đạp thống nhất sân vận động thống nhất đường tàu thống nhất tàu thủy thống nhất và hành trình cũng mang tên thống nhất con tàu thủy thống nhất được đóng tại Đức mang tên Crown Prince Haran, Hoàng tử Haran, hiện đại bậc nhất vào thời điểm lúc bấy giờ, chuyên chở hành khách với sức chứa hơn 800 người. Đất nước thống nhất, nhu cầu đi lại giữa hai miền rất lớn, mà đường sắt đường bộ bị hư hỏng vì chiến tranh, nên con tàu Hoàng tử Haran được mang tên thống nhất. Hành trình ba ngày ba đêm một chuyến, trong chuyến tàu hôm nay có vị khách đặc biệt là con trai ông Tô Tử Song. Khi đi tập kết ra Bắc, gia đình ông ở lại Sài Gòn để đối phó với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngô Đình Diệm đã dồn dân lập ấp chiến lược và luật 10 năm 9 lê máy chém đi khắp nơi mở chiến dịch tố cộng diệt cộng vợ ông Song đã bị giết hại người con trai ra vùng giải phóng tham gia chiến đấu cho đến ngày 30 tháng 4. Đất nước thống nhất, nghe tin cha Lâm bệnh nặng, anh thu xếp đi ngay để mong gặp cha. Anh đã sửa soạn một bộ quần áo bà ba và khăn rằn mà cha vẫn mặc khi tham gia cách mạng. Thay bộ quần áo con lê sạc sỡ, nếu có chuyện chẳng lành khi ra đi, cha vẫn là mình, tinh anh sâu sắc để mẹ và các bạn chiến đấu dưới đó nhận ra được rất mừng. Khi khâm liệm lãnh đạo mỏ đã lấy bộ quần áo bà ba của cha do mẹ mới may xếp đáy ba lô khi lên đường ra Bắc thế là ông không về được Sài Gòn để kể lại những câu chuyện huyền thoại của thợ mỏ cho đồng bào miền Nam nghe. Trời xanh cao, mây trắng, gió yên biển lặng, con tàu nhẹ nhẹ lướt trên mặt biển bao la ôm lọ cho ngồi trên mạn tàu anh con trai thi thoảng lại rắc xuống biển những hạt cho yêu quý theo lời trăng chối cuối cùng của cha ông ra bắc tập kết theo đường biển nay trở về cũng trên đường biển con đường hồ chí minh trên biển ông về đây gặp lại bạn bè đồng chí đang nằm sâu dưới đáy biển nước biển đã mặn hàng trăm năm nay máu xương và nước mắt của người dân hòa vào càng thêm mặn chát đau thương những linh hồn lạc lối đã nhiều đêm về báo mộng cho họ một nơi an nghỉ cuối cùng nghĩa trang trên biển tất cả vẫn còn trong mơ các chuyến tàu thống nhất đi về đều như con thoi ba ngày một lần người ta kháo nhau miền nam nhận họ miền bắc nhận hàng chỉ sau giải phóng vài giờ, khoảng cách của sự phân biệt, sự sợ hãi và sự im lặng giữa miền Bắc và miền Nam đã được xóa hết. Kẻ thù Việt Cộng vô danh đã thành người mà mọi người đều biết là con của người hàng xóm, là anh của chính họ, là người thân, là người Việt Nam, máu đỏ, da vàng. Ngay cả cái tên cũng biến mất. Từ hôm đó, mọi người không còn nói là Việt Cộng. Từ mới bộ đội là chiến sĩ của nhân dân, là cách mạng, là trật tự mới, các nhà chức trách mới, bộ đội trở thành chủ đề của mọi cuộc nói chuyện, của tất cả những nhận xét của mọi người. Bạn không nghe thấy gì ngoài những câu kiểu như bộ đội nói, bộ đội làm, bộ đội muốn rằng. Vui là thế, nhưng cũng nhiều chuyện buồn rơi nước mắt. Ông Nguyễn Văn Hay dẫn vợ con từ mỏ than núi Hồng về quê hương bình tĩnh. Khi đi tập kết có một con trai khi về thêm vợ và hai con tưởng rằng vợ con mừng sỡ như tha hương ngộ cố nhân không bà cả đuổi thẳng cẳng bao ngày ông đi xa vợ con tôi vất vả ra sống vào chết chống chọi với bom đạn và sự tàn bạo của mỹ ngụy ác ôn trung thủy chờ ông bây giờ về con đàn con đống tôi phải nuôi báo cô sao tức giận vợ ông hay dẫn con bắt xe ra Bắc, đến Sa Huỳnh xe nghỉ. Ở đây sát biển, dân có nghề làm muối, suy tính đắn đo, trở ra miền Bắc, không nhà, không cửa, lại bị cười chê, đành liều ở lại đây tá túc, làm muối. Cách nghề mà từ hồi nhỏ, ở Thái Bình, bà đã biết trước khi ra mò. Sa Huỳnh thuộc địa phận xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, cực nam tỉnh Quảng Ngãi, cách Bình Định không xa, thế nào cũng có cơ hội ông hay tìm đến. Tội gì mất trắng. Đất nước đoàn tụ nhưng nhiều phận đời lại chia ly, chiến tranh mà bà tự an ủi vậy cho thanh thản. Khắp phố mò, tấp nập người từ miền Nam ra, người từ chiến trường về, người đi tìm họ hàng, người đi buôn lậu, giấu giếm qua phòng thuế mấy cái đài nghe nhạc đầu máy chạy băng cối tivi trắng đen mấy băng hình phim đài loan phim mỹ băng sách thì gói kỹ đút trong thùng loa các anh bộ đội từ chiến trường về phía sau ba lô là cái khung xe đạp còn vành và lốp chờ mỏ phân phối lắp xe hoàn chỉnh đẹp vết. hai bên ba lô là hai con búp bê tóc đỏ đôi mắt nháy nháy động vào lưng là cười khúc khích. Món quà đặc biệt này dành cho các con chưa biết mặt bố. Lúc ấy vội vã hành quân ra chiến trường. Leo Á Sa, trong số những người lính trở về, đã từng chân cứng đá mềm, thoăn thoát tới lán hòa bình. Chưa kịp đặt ba lô xuống, vợ đã reo ẩm lên. Ôi, xe đạp thích quá, màu đỏ hợp ý em đấy. Lại búp bê nữa, sao anh mua nhiều thế? mỗi đứa một con cho khỏi tranh nhau hôm đi anh còn hứa bắt thằng mỹ ném bom vào trường học mang về trị tội nhưng chúng cút hết rồi tý cười ngặt nghẽo anh tưởng thằng á sinh còn bé à nó đi bộ đội rồi bộ đội á à? bố thì lấy máu viết đơn con thì bỏ túi hòn gạch cho đủ cân đủ tuổi bố nào con ấy lên cao điểm vị xuyên ý đi đánh tàu à ai mà biết được nghe tin leo á xa ở chiến trường xa cả khu phố mỏ kéo đến vui buồn lẫn lộn người hỏi thăm chồng người hỏi thăm con sống chết ra sao bao giờ về bà vấn sợ nắn khắp người rồi ồ lên còn nguyên vẹn về thế này là mừng rồi cô trâm đập vào vai bà đứa nào dám động đến binh đoàn than kỷ luật và đồng tâm mà bà buồn cười nhỉ mẹ hồng đào đi lễ chùa hòn hai về vừa vào đến cửa, leo á xa chạy nhanh ra ôm chặt. Mẹ, mẹ không đau. Nói rồi, từ từ quỳ xuống chân mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi, con là kẻ bội bạc, mẹ tha lỗi cho con. Cả nhà bao trùm không khí im lặng, nặng nề. Ngạc nhiên, mẹ đỡ xa đứng dậy, âu yếm nói. Chuyện gì thế con? Bình tĩnh nói đi xem nào. Xa khoanh tay trước ngực, như thời bé bị ăn đòn ấp úng thưa con bắn chết cha bình trọng ở chiến trường rồi xa khóc to hơn mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé mẹ hồng đào sững người chiếc nón trên tay rơi xuống đất tay ổ lên không nghe rõ mẹ chậm rãi nhắc lại con nói gì cơ bình trọng xa xòe hai bàn tay run run lắc đầu trước khi bước xuống tàu á mồm rút quân khỏi hòn gai thông ngôn bình trọng và hồng đào đã có cuộc tranh luận gay gắt đi hay ở bình trọng kiên quyết ra đi một mình theo quan thầy thực dân pháp trong lòng mang theo câu nói của hồng đào rồi có ngày anh phải quỳ lạy trước đám trẻ khố rách áo ôm sang tới pháp bình trọng quay về miền nam làm thông ngôn cho chính quyền ngô đình diệm xung vào đội quân diệt cộng lê máy chém đi khắp trung nam bộ câu nói của hồng đào luôn luôn ám ảnh trong đầu đâu có trẻ con là giết giết sạch không thương tiếc bình trọng tham gia vào vụ đầu độc tù chính trị tại nhà tù phú lợi tỉnh bình dương làm hàng ngàn tù nhân ngộ độc và chết để chống cuộc đấu tranh của tù nhân lệnh của ngô đình diệm trung đoàn bộ binh của bình trọng bao vây trại tập trung họ cho xe vòi rồng đến vuông nước đàn áp xả súng vào các nhà giam để phi tang họ đã phun xăng dầu vào trại và đốt la liệt người chết và thương vong đồng thời cấm báo chí không được đưa tin về cuộc thảm sát này toàn thế giới lên án hà nội hàng vạn người xuống đường biểu tình phản đối ngô đình diệm giết hết những người thừa lệnh không còn tăng chứng để báo chí phỏng vấn bình trọng vội vã chạy ra miền trung gặp ngô đình cẩn chả là mấy năm trước trọng đã lê máy chém dẹp cộng sản miền trung củng cố ghế lãnh chúa cho cẩn chả ơn ngô đình cẩn gửi bình trọng vào trường võ bị quốc gia đà lạt học xong bình trọng nhận lon đại tá ông cẩn đẩy sang lào để canh giữ hành lang thuốc viện ven biên giới lào việt thuốc phiện và vàng chuyển từ Lào về theo quốc lộ 9 bằng xe hơi. Như vậy đã có sự phân vùng lãnh thổ, vận chuyển và tiêu thụ thuốc phiện bất thành văn giữa anh em nhà họ Ngô. Ông Nhu trong Nam, ông Cần ngoài Trung, mạng lưới của Đại tá Bình Trọng ai dám qua, thế là chắc chân và làm giàu. Chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không dùng các lực lượng thân cận của Diệm Bình Trọng chạy sang Thái Lan. Từ Thái Lan, Bình Trọng cầm quân trở lại chiến trường Lào, đóng ở cánh đồng chung, xuyên khoảng, ngăn chặn đường hành quân của Việt Cộng vào miền Nam. Cánh đồng chung thuộc tỉnh Siêng Khoảng Bắc Lào đến nay vẫn là thách thức với giới khảo cổ Lào và quốc tế. Chưa rõ những chiếc chu một nghìn năm tuổi được làm ra như thế nào, nằm ở đó từ bao giờ được dùng vào việc gì và tại sao lại chỉ có ở một nơi duy nhất trên thế giới là siêng khoảng. Cánh đồng chum ước có khoảng hơn nghìn chiếc chum nằm dài rác tại nhiều nơi. Chiếc lớn nhất được tìm thấy cao 3 mét, chiếc nặng nhất tới 14 tấn, còn phần lớn cao chừng 1 đến 2 mét. Các câu chuyện huyền thoại của người Lào cho rằng có những người khổng lồ đã từng định cư ở khu vực này theo một truyền thuyết khác một vị vua cổ đại tên là khun chiung đã tiến hành cuộc chiến chống lại kẻ thù thành công ông đã tạo lập cánh đồng chung để ủ lên men và chứa số lượng lớn rượu gạo lao lao để ăn mừng chiến thắng thế mà chiến tranh vẫn diễn ra triền miên ở trên những chiếc chung gạo khổng lồ này Đất nước Lào, Việt Nam và khắp quả đất, đất trộn máu người, máu hòa trong đất, cánh đồng chung là một trong những địa điểm khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới. Những quả bom chưa nổ, xót lại qua nhiều cuộc chiến tranh vẫn gây thương tích cho con người. Ký ức của người lính Việt Lào leo á xa, mãi mãi ghi nhớ trận đánh trên cao nguyên cánh đồng chung. Phu Khang nằm về phía bắc cánh đồng chung, đỉnh núi cao 1433 m so với mực nước biển. Nơi đây, địch có hai tiểu đoàn lính đánh thuê Thái Lan. Cả hai tiểu đoàn đều có công sự vững chắc, bao quanh là hàng rào dây thép gai. Chiến dịch giải phóng cánh đồng chung khai hỏa. Sau 40 phút pháo cao xạ của ta bắn phá dồn dập vào các mỏm của dãy Phu Khang, đồn bốt của ai tiểu đoàn địch chìm trong khói lửa. Thời cơ đến, tiểu đoàn trưởng bộ binh hô sung phong, leo á xa cùng các chiến sĩ giải phóng sông lên, chiếm sở chỉ huy địch, làm chủ cứ điểm phu canh. Quân Thái Lan bị tiêu diệt và bắt sống, một số chết tại chỗ. Tên tướng chỉ huy quỷ gối, giơ tay hàng, leo á xa, định bóp cò, bồi thêm một phát nữa tên tướng run lẩy bẩy nói tiếng việt rất sõi lại các ông tha cho tôi tội chết tôi là người việt máu đỏ da vàng đây mà sa ngừng bóp cỏ quát quê ở đâu cam minh. cầm cẩm phà mò cầm hàm hắn hất lên xem mặt máu me đầy người mặt đã biến dạng sa ngờ ngợ hỏi có phải ông là bình trọng thông ngôn cho ngài chủ mỏ đây ông cũng là người cam minh sao mẹ hồng đào bao năm nay vẫn chờ. sao ông lại ở đây giữa nơi bom đạn này? bình trọng nghiến răng vì đau đớn, xé túi bên trong áo chống đạn lấy tấm ảnh nhỏ và các visit, thều thào nói tấm ảnh cả nhà tôi đây và các visit của thằng trịnh con trai đang ở pháp nhờ ông chuyển về cho vợ tôi và lời xin lỗi cuối cùng tôi đã sai không nghe vợ phải quỳ lạy lũ trẻ bồ côi các ông đã lớn, mạnh mẽ lắm. Bình trọng từ từ buông tay, nhắm mắt, sa đặt xuống xuống, đỡ bình trọng, gọi nhẹ nhẹ. Thầy, tiếng súng tiếng bom đạn vẫn nổ ầm ầm những hình ảnh xa xưa lần vờn hiện về. Bình trọng cõng leo á xa trên lưng, chạy quanh sân nhà tế bần, nô đùa, cùng lũ trẻ mồ côi mẹ hồng đào và bình trọng tung tăng rồng rắn lên mây lũ trẻ cười vang chơi trốn tìm nấp sau cánh áo mẹ neo á xa khẽ nói cho chính mình nghe trốn tìm lâu mấy thập kỷ lòng người đã đổi thay cầm trong tay tấm ảnh đã vàng úa mẹ hồng đào đọc từng chữ trên các visit luật sư hồng trịnh Hồng Đào gục vào lòng bà Vấn Nhỏ nhẹ nói Bà ơi, ngần ấy năm Mẹ con không gặp nhau Mỗi người một phương trời Một phương đất Hận thù, bom đạn Đã đẩy đi xa, xa mãi Bà Vấn chấm nước mắt vỗ về Trong cái buồn Lại có cái vui Mai ngày yên ổn Thế nào thằng Trịnh trả về Chim tìm về tổ mà con